là lúc đó lực mình mà đúng không nè. À, bây giờ mình sẽ bóc món mình chơi này, xe đồ chơi. Này, wow, đẹp chưa, bự lắm nha các bạn. Hai găng tay luôn thấy chưa? Một chiếc xe giống hiệu Lamborghini không? Siêu xe đó. Wow. Này, đây là bản hướng dẫn lắp ráp. Lắp ráp pin. Wow. Đẹp quá. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hộp đồ chơi này ra và bóp chiếc xe này ra xem sao nha. Nào, chỗ nào mở ra nào. Đây có băng keo, thấy băng keo rồi. Đây nè các bạn. Ây da, cứng quá. Oh yeah. Xong. Tiếp tục. À, còn băng keo đây nữa. Wow, đây nữa. Yeah. Tháo ra. Cứng quá. Wow. Wow. Ở đây có pin sạc nữa nè. Cái này chạy pin sạc rồi. Anten và pin sạc. Không biết pin này đã sạc chưa. Wow. Đẹp quá. Một mẫu xe thiệt đẹp thôi, kiến bị chạy. Thiệt là không chịu đâu. Mặt đền đi, kiến bị chạy. Tôi này sẽ tháo cái tay cầm nha. Dạ, sao dính cứng quá. Đây, cô này biết cách mở rồi, dặn nha, không có con ốc. Mình chỉ cần dặn nó ra thôi. Nãy giờ cầm kỹ hoài, chém tiếng banh luôn rồi. Đó, có con ốc mình cần dặn ra là xong. Wow. Một chiếc. Bây giờ tiếp tục. À, mình có một con ốc bên dưới nè. Đây con giúp mình dặn nha. Các bạn chờ cô này tí, cô này kiếm con giúp cô này dặn nha. Đây có rồi. À, xe xịn mà gắn tùm lum hết. Một cái đã ra. Hai cái xong. Ây da, nằm nửa chiếc xe của tôi luôn rồi. Wow, đẹp quá. Đó, các bạn chiêm ngưỡng đi, đẹp không? Wow. Ồ, đằng trước nè. Đó. Thật là hoàn hảo phải không các bạn? Ồ, mặt kính bị chày. Đây cô lại kiếm hình cô lại dán vô cho hết chày. Nhưng chày còn bị bể góc nè, do vận chuyển nè. Trời ơi, ổn quá. Bể tí xíu mà không sao đâu. Cô lại kiếm cái đại can cô lại dán gì vào. Bây giờ cô lại sẽ tháo ra gắn pin nha. Và lắp ráp mấy cái này nữa. Lắp xong mình cùng cho chạy. Gắn anten nè. Đã xong. Lắp pin. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Ây da, rồi ra rồi. Mở thêm cái này nữa. Đắp một lần luôn. Siêu xe đàng hoàng. Ây da. Đó. Wow. Cô này sẽ gắn vào. Cứng quá. Có phải hút dòng xe mà có sạc pin nha. Dòng sạc pin này chán lắm. Bây giờ sẽ nắp lại.
chưa khó lắm. Bây giờ tôi lại công việc hấp tấp, hấp tấp dòng sạc pin này. Ok, tôi đã nhét được rồi. Giờ đóng nắp. Giờ đóng nắp luôn. Khoan, mình test coi nó có lên pin không đã. Không là phải sạc pin á. Giờ tôi sẽ lấy pin gắn vô cái tay cầm này. Mới mua luôn đó, pin này tôi lại mới mua. Rồi, gắn vô. Mà công tắc rồi. Wow, chạy nha, rồi mình gắn lại. Lắp này lại hết. Rồi mình cùng đi thả xe nè, thả bò chạy ra đường. Xong. Đó. Bây giờ chúng ta cùng ra đường à, khoan. Đây, bây giờ mình có thêm một chiếc siêu xe nữa. Xe này tùy bốc lâu rồi, các bạn quên, các bạn nhớ xem lại video cũ nha. Đây, giờ chúng ta cho hai chiếc xe này chạy đua với nhau luôn. Nha. Ok nha. Đây có cua đũa nữa, cua đũa sẽ điều khiển một chiếc, cua này sẽ điều khiển một chiếc. Cả đây. Rồi, chạy một chút nha nè. Rồi, hai cái điều khiển cùng một cái rồi. Cua đũa ta, cua đũa ta đây, để cua này điều khiển trước đã. Đây. Rồi đóng cửa. Nè có đóng cửa nè các bạn, mở cửa nè. Thấy chưa? Đóng cửa nè. Wow. Nhá đèn luôn ghê không? Wow. Tôi đổi từng điều khiển này, tôi điều khiển cho. Điều khiển lần hai chiếc được luôn. Hai cái này xếp cùng điều khiển được hai chiếc luôn. Tiếp tục nào. Hay gì chạy đi giật.
Rồi đứng yên luôn. Đứng luôn rồi. Đó. Đã chưa? Giờ hai chiếc luôn nè. Chiếc kia yếu pin rồi, quá chạy chút xíu mà yếu pin rồi. Vậy thì mỗi chiếc lăn như này một chút. Wow. Bỏ đầu luôn, đụng luôn. Bây giờ thêm bị đụng rồi. Ôi da, bể luôn. Chạy tùm lum luôn. Wow, đã quá các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn những video lần tới.